Vườn hoa ngoại thành xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem cây hoa mẫu đơn nhà mình. Đây là cái cây hoa mẫu đơn mình đánh ở trên rừng về các bạn ạ. Đó là cái giống mẫu đơn ta. Lúc này hoa nó rất là sai các bạn ạ. Trồng cũng không chăm sóc gì đâu. Nhưng mùa này là cái mùa hoa của nó rất là sai các bạn ạ. Đây bây giờ mình quay cho các bạn xem nhé. À đây là cái cây hoa đơn rừng các bạn ạ. Ở trên rừng thông chỗ mình rất là nhiều các bạn ạ. Mình lấy về mình trồng. Sau 2 năm đấy các bạn ơi, nó đã tốt như này rồi. Lúc này cái mùa hoa của nó rất là nhiều hoa các bạn. Thực ra cái đơn rừng này nó rất là dễ trồng các bạn. Mình cứ trồng bỏ không thôi mà nó lên coi như là rất là khỏe. Nên các bạn nào đam mê hoa đơn thì kiếm cái đơn rừng này về trồng này. Thì nó rất là tự nhiên các bạn ạ. Nó không như các dòng đơn lai. Dòng hoa đơn lai thì nó có to, nó có đẹp hơn thật, nhưng mà nhìn nó mang tính chất là nó lai rồi các bạn ạ. Những bông hoa của nó thì màu nó sặc sỡ hơn. Nhưng mà chú chơi hoa đơn là các bạn cứ làm vài cây đơn rừng này, chơi nó có cái hay của nó các bạn ạ. Nó sống rất khỏe, nó ít sâu bệnh các bạn. Nhìn cái hoa mẫu đơn rừng này nó màu cam mà nhìn thấy đẹp. Quả của nó khi mà nó chín ý, mình lấy mình gieo hạt mọc đầy các bạn ạ. Nên các bạn chơi hoa đơn thì cũng nên kiếm vài cây đơn rừng này chơi. Hoa của nó rất là sai hoa các bạn ạ. Đấy, quả của nó đang chín đen cả cây đấy các bạn ạ. Chỉ cần nó rụng gốc thôi là nó cũng mọc thành cây rồi. Video của mình đến đây hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn hãy đăng ký kênh cho mình nhé.